mọi người. Hôm nay thì mình có nhận được một cái câu hỏi từ chị này, và chị nhờ mình dùng cái phần mềm quay video bài giảng mà hôm trước cô Phương mua bên mình. Thì có nghĩa là cái phần mềm quay về bài giảng PowerPoint hoặc là chỉnh sửa biên tập PowerPoint trên Camtasia, thì các bạn có thể điều chỉnh cắt ghép hay là quay bài giảng hay là lồng tiếng vào cái video này, hoặc là phông chữ các thứ. Thì sau khi mà các bạn đã làm xong cái bài giảng ấy, thì các bạn sẽ điều chỉnh cái bài giảng đó bằng PowerPoint. Thì ở đây mình có một cái bài giảng mình sẽ làm cho các bạn coi nhé, cũng như là làm cho cái cô đó, hướng dẫn cô đó luôn. Thì ở đây là chúng ta sẽ sử dụng Camtasia để quay video bài giảng. Ở đây thì mình cũng đã cài sẵn Camtasia rồi, chúng ta sẽ ấn OK để mở ra. Đó, sau khi xong chúng ta mở được ra như thế này thì chúng ta sẽ chỉnh sửa, hoặc là chúng ta sẽ quay video luôn. Ở đây thì mình sẽ chọn cái add-in để chúng ta sử dụng Camtasia recording để chúng ta quay, hoặc là chúng ta sẽ ấn vào đây để quay. Mình sẽ ấn vào add-in để quay nhé. Sau đó chúng ta ấn recording. Các bạn sẽ để ý cho mình cái micro ở đây là nó đang chạy, có nghĩa nó đang được thu âm. Chúng ta ấn rồi click to begin recording thì để nó quay. Ở đây quay thì các bạn sẽ thuyết minh về cái bài giảng hôm nay như thế nào cho các bé dạy tiểu học hay là những cái bạn trung học phổ thông các thứ để dạy học, những cái bài giảng để dạy học thì chúng ta sẽ thuyết minh vào. Sau khi xong thì chúng ta ấn ESC trên bàn phím để chúng ta thoát ra ngoài. Ở đây nó sẽ có ghi là stop recording hay là continue recording, thì chúng ta ấn stop nếu như cái bài giảng của chúng ta đã được hoàn thành. Chúng ta sẽ stop. Và sau đó chúng ta sẽ để ra desktop, ra server. Ở đây thì có hai trường hợp, một là chúng ta có thể xuất luôn cái file video ạ. Hai là chúng ta chỉ sửa file video đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái mục edit để chỉnh sửa. Ở đây thì mình sẽ chọn vào mục edit nhé. Sau khi chúng ta ấn vào mục edit thì nó sẽ tự động vào Camtasia và cái file video nó sẽ ở trên đây luôn. Các bạn sẽ kéo xuống cái mục check 1 ở trong đây, sau đó thì cái file video của chúng ta sẽ được thêm vào thôi. Bây giờ chúng ta muốn chỉnh sửa về cái gì? Giả sử như chúng ta muốn cắt một cái đoạn video đi, thì chúng ta muốn cắt một cái đoạn cuối, file video cuối, thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Ở đây nếu như là chúng ta muốn cắt cả file video, cả file âm thanh, check 2 là file âm thanh nhé, check 1 là file video, thì chúng ta sẽ kéo này xuống. Như vậy là chúng ta đã cắt được đoạn cuối. Còn nếu mà chúng ta muốn không cắt nữa thì chúng lại kéo lại như này. Hoặc các bạn muốn tắt một đoạn tiếng của âm thanh đi, giả sử như là cái đoạn tiếng này, từ đoạn này tới đoạn này mà chúng ta không muốn nó có âm thanh nữa, thì các bạn sẽ tắt đi bằng cách các bạn sẽ ấn chuột phải. Chúng ta sẽ ấn vào Add Audio Phone và chúng ta sẽ tiếp tục ấn Add Audio Phone tiếp. Đó, như này. Đó, chúng ta kéo này xuống, kéo. Đó, như vậy là cái đoạn này nó sẽ bị mất đúng không? Nhưng mà chúng ta lại muốn cái đoạn này nó có tới tiếng đúng không? Chúng ta sẽ ấn lại, ấn lại Add Audio Phone. Sau đó thì chúng ta sẽ để như này. Sau đó chúng ta lại ấn cái dấu chấm như thế nữa. Chúng ta sẽ kéo lại lên. Đó, như vậy thì cái đoạn này, cái tiếng của đoạn này nó sẽ bị mất. Đó. Còn đoạn này với đoạn này thì nó sẽ có tiếng nhé. Tương tự như vậy, nếu như chúng ta muốn cắt một cái đoạn video. Ở đây mình nói, đây là cắt này, đây là cắt đoạn này. Đó. Hai cái biểu tượng này.
là cắt và cắt đoạn nhé. Thì ở đây mình nói giả sử như là các bạn muốn cắt đoạn đi, chúng ta sẽ cắt cái đoạn đằng sau này đi, còn file âm thanh chúng ta để nguyên. Thì các bạn hoặc là cắt nguyên cái đoạn giữa này thì chúng ta sẽ ấn vào đây để cắt ra. Thì cái đoạn đằng sau nó đã được cắt ra rồi đó. Chúng ta muốn bỏ đi thì chúng ta ấn chuột phải, chúng ta ấn delete là bỏ luôn cái đoạn này đi. Nếu như chúng ta không muốn bỏ, chúng ta lại kéo lại cái mục này thì nó lại quay trở lại đó. Còn nếu như là chúng ta muốn cắt nguyên cái đoạn giữa này, giống như mình muốn tắt tiếng của audio ấy, cắt nguyên cái đoạn giữa này, thì chúng ta sẽ ấn vào cắt ở đây và chúng ta lại kéo về đây, chúng ta lại cắt. Các bạn lưu ý phải ấn vào cái dòng để cho nó có cái viền vàng như này thì chúng ta mới cắt được nhá. Chúng ta cắt lại, sau đó chúng ta sẽ chuột phải, chúng ta ấn delete. Như vậy cái đoạn giữa chúng ta đã bị mất. Nếu như chúng ta muốn khôi phục thì chúng ta lại chỉ cần kéo này ra thôi là chúng ta có thể khôi phục lại video. Tiếp theo nữa là các bạn muốn tạo phông xanh của video đúng không, thì chúng ta sẽ lấy cái phông xanh của chúng ta vào. Ở đây mình nói giả sử như mình có một cái phông xanh như thế này đi. Các bạn muốn cái phông xanh này nó vào được cái video, nó chỉ có chạy nguyên cái hình bàn tay này thôi, còn bên sau ấy thì nó sẽ bị mất đúng không, chỉ có nguyên cái bàn tay này thôi. Mình nói giả sử như thế, giả sử cái bàn tay là cái hình người đi, một cái con người đi. Làm sao để chúng ta có thể tách được cái phông giữa cái phông mà bài giảng chúng ta với cái phông xanh này? Thì để tách được, các bạn sẽ ấn vào More trên màn hình, chúng ta ấn vào Visual Effect. Các bạn có thể nhìn thấy cái mục The Marble Color, có nghĩa là xóa cái phông ấy, thì chúng ta sẽ kéo vào đúng cái file video. Các bạn thấy không, nó đã được tách ra luôn rồi, cái phông của chúng ta đã được tách đây, mình nói các bạn có thể thấy không còn cái phông xanh nữa nhé. Cái phông của mình rất là hoàn hảo, nhưng mà cái phông của các bạn cố gắng làm xanh lá cây cho mình nhé. Và chúng ta có thể điều chỉnh cái màu của ở đây, các bạn sẽ ấn cố với tít cái bên này đấy, chọn màu làm sao cho cái nó bình thường nó sẽ có màu xanh hay như thế này đúng không. Chúng ta sẽ kéo vùng này lên đó, không còn các cái lộn màu phông xanh nữa. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Sau khi xong thì chúng ta sẽ xuất video một cách chúng ta ấn vào share trên cái thanh công cụ, chúng ta ấn local file, các bạn sẽ ấn ok, các bạn sẽ chọn tới cái thư mục mà chúng ta xuất. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt tên, giả sử như là xuất video PowerPoint chẳng hạn. Chúng ta ấn finish. Và các bạn chỉ cần đợi cái file video được xuất ra thôi. Ok, thì trên đây là mình đã chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta có thể cắt ghép video, chỉnh sửa video hoặc là tách phông xanh trên Camtasia bằng phông xanh PowerPoint bằng Camtasia. Thì nếu như chúng ta có nhu cầu mua cái Camtasia, các bạn có thể liên hệ bên mình có nhận hỗ trợ mua Camtasia để chỉnh sửa video, cắt ghép video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.